Chem Trần chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Chem Trần Thu Thanh. Hiện tại, Chem Trần đang ở Bangkok, Thái Lan và đang di chuyển qua đền Erawan. Đền Erawan là ngôi đền thờ Hindu nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan. Ngôi đền được người Việt gọi là đền thờ Phật Bốn Mặt. Mặc dù gọi là Phật Bốn Mặt, nhưng thực tế bức tượng không thuộc nhà Phật mà thần tứ diện, mang ý nghĩa về lòng nhân ái, nhân hậu, từ bi và công bằng. Peter đang mua 3 bộ bông vạn thọ cúng thần tứ diện cho ba, mẹ và Peter. Mỗi bộ 20 bạc, tương đương 14.000 Việt Nam đồng, được bán gần chùa, bên lề đường. Đền Erawan là nơi thờ bức tượng Phật Bốn Mặt nổi tiếng, là linh thiêng nhất ở Thái Lan mà bất kể du khách nào cũng đều muốn tới để cầu xin sức khỏe, cầu được ước thấy. Chắc hẳn không phải tự nhiên mà người dân nơi đây cũng như trên thế giới đều tin tưởng và truyền tay nhau rằng ngôi đền Erawan linh thiêng. Sự linh thiêng của ngôi đền nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Sự nhiệm màu không chỉ linh ứng với dân Thái Lan mà còn cả người ngoại quốc. Sự linh thiêng có thể kể đến như vào tối thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2015, vụ đánh bom rất mạnh làm chết 20 người, nhưng tượng Phật bị sức một chút ở cằm, gần như không suy chuyển gì. Người dân địa phương tin rằng nếu không có sự che chở của tượng Phật đền Erawan thì con số thương vong sẽ cao hơn rất nhiều. Phật tứ diện ở Thái Lan rất nổi tiếng và được người Thái đặc biệt tôn thờ, nhất là sau sự khủng bố năm 2015 làm rung chuyển Bangkok. Khi đến Thái Lan, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội viếng Phật tứ diện đền Erawan, người Thái gọi là Sẵn Rập Rơm. Bên trong bức tượng là một vị thần, tượng trưng cho vị thần sáng tạo. Đền Erawan, một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Tượng có bốn mặt, tính thuận theo chiều kim đồng hồ. Mặt chính diện tương ứng với từ, bi, hỷ, xã. Bốn mặt tượng trưng cho bốn khía cạnh vấn đề trong cuộc sống, tùy duyên sẽ linh ứng. Người Thái tương truyền rằng mặt tượng chính diện, mặt số 1, cầu công việc, học hành, thi cử, công danh, sự nghiệp và đặc biệt cầu về cha của mình. Tiếp theo, thuận về kim đồng hồ, mặt số 2, cầu may mắn tiền tài và xin những quẻ bói để hỏi ý kiến về những dự định sắp tới của mình. Mặt số 3, cầu nguyện vấn đề sức khỏe, gia đạo, gia đình và cầu nguyện bạn đời và mẹ của mình. Số 4, cầu nguyện về đất đai, nhà cửa, xe cộ và những khoản vay chưa trả. Hoặc bạn có thể dâng hương hoa lên thần bốn mặt để cầu những điều may mắn và tốt lành. Bạn nhớ đứng mặt chính diện, cầu từ trái sang phải, thuận theo chiều kim đồng hồ. 1. Sức khỏe. 2. Gia đạo. 3. Tiền tài. 4. Đất đai. Mỗi mặt tượng sẽ đại diện cho một vấn đề trong cuộc sống, tùy duyên sẽ linh ứng. Nhớ đừng xin và hứa bậy bạ. Xin những gì mình không làm được mà hứa, hứa mà không có làm. Hứa làm được, nhớ trả lễ. Tại ngôi đền Erawan luôn có một đoàn vũ công múa truyền thống Thái Lan, ca múa nhạc cổ điển Thái Lan. Những người thờ cúng đôi khi sẽ thuê các vũ công với hy vọng điều đó sẽ mang lại may mắn cho họ, hoặc họ có thể trả tiền cho các vũ công như một lời cảm ơn hoặc như tiền công đức khi những lời cầu nguyện được đáp lại hoặc nhận được từ vận may. Điệu múa các thời lượng khá ngắn, giá dao động khoảng 500 baht, tùy theo thời lượng ngắn dài. Trại gắn Thái Lan là một trong những điểm đến ở Bangkok mà khách du lịch Thái Lan có thể tìm hiểu về rắn và thuốc từ rắn, cùng khám phá ngay cùng Chem Trần. Trại rắn nằm trong Viện Chữ Thập Đỏ Thái Lan, còn có tên gọi khác là Trung tâm Nghiên cứu Rắn Độc Hoàng gia Thái Lan, ở trung tâm thành phố Bangkok. Trại rắn có nhiều loại độc và không độc. Đây là trang trại rắn lâu đời thứ hai trên thế giới. Tiếp theo, Chem Trần mời các bạn nghe giới thiệu của người quản lý về rắn và sự khác nhau giữa các loài rắn. Tất cả các loài rắn đó, là loài rắn này ở trong tủ kính này thì cứ một tuần thì người ta sẽ cho ăn một lần. Và
mỗi lần mà người ta cho ăn đấy thì người ta sẽ phải thả nguyên một con rắn hổ mang, thường như các tủ ở bên cạnh đấy, phải thả vào để hổ mang chúa này ăn. Nó chỉ ăn thịt đồng loài của mình thôi. Và vàng này thì người ta gọi là trang miên điện, bạch xà thanh xà đấy cả nhà. Mỗi lần mà cái con này mà đẻ đấy thì nó sẽ đẻ được hơn 25 cho tới 50 con. Dạ, đây ở bên này ạ. Mình đứng lên trên này được chứ quý vị nhé, mình đứng lên được thoải mái. Cái con cá trê nhỏ đấy là người ta thả vào để cho rắn ăn đấy quý vị. Thức ăn của loài rắn này đấy ạ. Người ta gọi là rắn ri voi. Ai mà ở bên miền Tây Việt Nam thì chúng ta thì sẽ hay gặp cái loài rắn này nhé. Cứu để vào chúng ta huyết thanh đấy, là cái phòng này. Còn cái phòng ở bên cạnh bên này là phòng mà người ta phục hồi lại sức cho rắn sau khi mà người ta lấy lọc độc xong. Người ta sẽ chuyển rắn sang bên này để người ta hồi sức cho rắn. Quý vị quay phim chụp ảnh được à, để lưu lại khi ngày mẹ bạn đi thú nhớ. Xin được giới thiệu Chen Sang, biểu diễn tại bây giờ là một loài rắn hổ mang. Loài rắn này được phát triển rộng rãi trên toàn vương quốc Thái Lan. Lập tính của loài rắn này thường hay ngẩng cao đầu, phồng mang và phun nọc độc về phía trước. Khi tấn công con mồi, chúng thường nghe hai trước răng nanh, đồng thời tiết ra chất độc diệt chết con mồi. Hổ mang cực kỳ nguy hiểm, nồng độc loài rắn này có thể nhận chết con người trong vòng 2 giờ đồng hồ nếu không đi chữa trị kịp thời. Hổ mang đạt kích thước tối đa dài 4 đến 5 mét và nặng 20 kg. Quay phim chung ảnh quý vị của xin cho một tràng vỗ tay quý vị cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, rắn hổ mang trên sàn biểu diễn ngay bây giờ hoàn toàn đang có nọc độc à. Một ít phút nữa, người nghệ sĩ chúng ta sẽ đánh nọc độc từng tiếng từ rắn hổ mang cho quý vị xem à. Quý vị chuẩn bị quay phim chụp ảnh điện lên để mà trình diễn hôn rắn hổ mang quý vị. Wow. Wow, xin cho một tràng vỗ tay quý vị cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Tiếp tục quay phim chụp ảnh đi à. Quý vị hãy quan sát cái đỏ trên tay của người nghệ sĩ chúng ta đánh đọc đọc từng tiếng của rắn hổ mà. Quý vị ai ngồi xa nhìn qua màn hình chiếu bên phía tay phải của quý vị bên kia rõ hơn là chính là đọc đọc của rắn hổ mang được lấy từ hai trước sang nay ở phía hàm trên của đàn. Chỉ cần có chút ít đọc đọc hổ mang có thể nhận chết được một con voi trưởng thành ở cương kỳ đầu thưa quý vị. Lại là đọc đọc của rắn hổ mang à. Quý vị hãy quan sát đi, lên là hai chiếc răng nanh ở phía hàm trên của đàn ơi thiết sát nồng độc và đầy nhận chết con mồi từ hai chiếc răng nanh ở phía hàm trên của đàn ơi. Xin cảm ơn. Tiết mục tiếp theo và kỳ đến là loài rắn hổ hay còn gọi là loài rắn giáo. Tiết mục tiếp theo và kỳ đến là loài rắn hổ
hay còn gọi là loài rắn giáo. Loài rắn này không có động đầu như hoa tỷ bô ung thư giữ thu quê mì. Rắn giáo không có động đầu à. Wow, loài rắn này không có động đầu thưa quý vị. Quý vị chuẩn bị quay phim chú mày, quý vị chuẩn bị chú mày đi à. Wow, xin cho một tràng vỗ tay quý vị quay phim chú mày đi à. Quay phim chú mày quý vị. Quý vị khích lệ và ủng hộ cho người nghệ sĩ chúng ta một chút ít tiền bạc được không à. Bao nhiêu cũng được, khích lệ mà đồng viên tinh thần cho người nghệ sĩ chúng ta. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều, khích lệ bao nhiêu cũng được à. Tiền Việt cũng được, tiền Thái cũng được à. Xin cảm ơn. Để đồng viên tinh thần cho người nghệ sĩ chúng ta, bao nhiêu cũng được à. Xin cảm ơn anh chị và cô chú à. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Để động viên tinh thần cho người nghệ sĩ chúng ta bao nhiêu cũng được à. Xin cảm ơn anh chị và cô chú à. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều và xin cảm ơn ạ. Sau khi xem những người biểu diễn về rắn thì đoàn di chuyển đến phòng tư vấn bán thuốc. Đến Thái Lan, bạn có thể mua các loại dược phẩm được chế biến từ rắn. Thuốc rắn Thái Lan chính là sản phẩm được mua nhiều nhất bởi những công dụng chữa được nhiều bệnh. Thành phần chính của thuốc rắn chính là rắn hổ mang huyền. Đi du lịch Thái Lan, những người quan tâm đến y học, đặc biệt là y học cổ truyền phương Đông, thì không ai bỏ qua điểm đến này. Sau khi rời khỏi phòng, Chem Trần rinh về 3 lọ thuốc rắn về đội của mình, tổng cộng 8.9 triệu Việt Nam đồng. Trước mặt các bạn, nơi đây là phòng tư vấn bán thuốc rắn. Khu vực không được quay phim chụp ảnh. Chương trình tour ngày 4 của gia đình Chem Trần dùng điểm tâm sáng tại khách sạn thành phố Pattaya, trả phòng, sau đó theo đoàn khởi hành về Bangkok. Trên đường đi, đoàn có ghé tham quan shopping và ăn trưa buffet lẩu nướng. Wow, một bàn dùng cho 6 người. Hello, hello. Ăn lẩu nha. Xong về lại đây, ai muốn đổi tiền thì cũng đi theo cờ lên trên tầng 2 đó. Xong đổi giúp cho cả nhà của mình. Còn mà để lên tầng 2, tầng 3 đó, phía đầu nè, thì có thằng cuốn và thằng máy. Phía đầu đây thì chỉ có thằng cuốn không mà thôi. Bây giờ gia đình mình ai mà muốn đi theo qua đền đó thì qua cho biết, và gia đình mình đi theo lá cờ giùm em nhé. Xong thầy ba bông gòn. Lại đây ai muốn đổi tiền thì cũng đi theo cờ lên trên tầng 2 đó. Xong đổi giúp cho cả nhà của mình. Còn mà để lên tầng 2, tầng 3 đó, phía đầu nè, thì có thằng cuốn và thằng máy. Phía đầu đây thì chỉ có thằng cuốn không mà thôi. Bây giờ gia đình mình ai mà muốn đi theo qua đền đó thì qua cho biết, và gia đình mình đi theo lá cờ giùm em nhé. Sau khi tham quan đền Erawan, Phật bốn mặt, tọa lạc ngay tại trung tâm Bangkok, và tự do tham quan mua sắm tại siêu thị Bixi, đến hẹn đoàn tiếp tục di chuyển khám phá thiên đường hàng hiệu ở Bangkok, Thái Lan. Ai cần si ảm, giờ cả nhà mình sẽ đi qua bên bờ của dòng sông Chao Phraya. Chúng ta sẽ xuống xe đi bộ đoạn ngắn rồi mình sẽ đến bến thuyền cổng Exit số 2, đi thuyền đưa đón tại Sathon, dòng sông Chao Phraya, giá vé 10 bạc, tương đương 7.000 Việt Nam đồng. Chem Trần không cần mua vé vì đi tour, đoàn lo hết. Lúc này là 6 giờ mà trời vẫn còn sáng. Chem Trần lên thuyền, chụp ảnh, sóng ảo, đi khoảng 10 phút là đến Ai Cần Si Ảm. Trước mặt bạn đây là dòng sông Chao Phraya, nổi tiếng ở Thái Lan.
Ước gì ở Việt Nam có trung tâm thương mại nào đó bự như cái Icon Si Ảm và dân chơi là phải đi Icon Si Ảm, thiên đường hàng hiệu bằng đường sông. Nơi đây được mệnh danh là Mother of All Malls, mẹ của tất cả trung tâm thương mại mua sắm hoạt động hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Không gian bên ngoài của Icon Si Ảm là không gian công cộng ven sông, được đặt tên là công viên ven sông. Bạn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chụp khung cảnh đẹp như tranh vẽ của sông Chafaya và xem các buổi trình diễn tại đài phun nước ở đây, được cho là đài phun nước dài nhất Đông Nam Á, trải dài hơn 400 mét dọc theo dòng sông, có rất nhiều màn trình diễn 3D, 4D cực sống động. Nếu đã đến Thái Lan thì có một nơi cho dù bạn không mua sắm cũng nhất định nên vào một lần, đó chính là Icon Si Ảm. Nơi đây không chỉ đẹp về ban ngày mà buổi đêm cũng có vẻ đẹp lung linh khó tả. Đây là nơi hội tụ đẳng cấp thế giới của trung tâm thương mại Icon Si Ảm, là thiên đường mua sắm dành cho những tín đồ mê hàng hiệu. 7:45 tập trung bên đây. Tập trung hơi mê thì con. Này chung dưỡng ăn uống hả? À? Đó, ăn uống đi anh. Đó, muốn tự do ăn uống rồi đó. Bạn sẽ tìm thấy các cửa hàng, những thương hiệu cao cấp thế giới LV, Chanel, Hermès, Bugatti, S&M, Burberry, Adidas, Nike, MLB, Rucci. Khi bước chân vào bên trong, chem chần choáng ngợp sự sầm uất của nó, chắc phải đi 3-4 ngày mới khám phá được hết khu tín đồ hàng hiệu này. Tổng diện tích các khu mua sắm ở đây lên đến 525.000 m² và có tổng 10 tầng, bao gồm dưới lòng đất không chỉ rộng mà còn đậm mùi tiền. Ở đây, decor trang trí cũng siêu bắt mắt và mang vibe đúng chuẩn Thái. Bạn có thể tìm thấy nhiều sản phẩm nổi tiếng từ các thương hiệu. Ngoài ra, Icon Si Ảm còn nổi tiếng với sự kết hợp của các hoạt động giải trí đa dạng như rạp chiếu phim hiện đại hay các triển lãm độc đáo. Icon Si Ảm là một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, chắc chắn bạn không thể bỏ sót, với các tầng gồm mỹ phẩm, các sản phẩm cho cuộc sống hàng ngày, trang phục, nam nữ, phụ kiện và nhiều thứ khác. Chem Trần đang check-in khu phòng vệ sinh, bạn đừng rời mắt màn hình để bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn. Theo kinh nghiệm của những bạn đã từng đến Icon Si Ảm, vì đây là khu phòng vệ sinh đẹp nhất thế giới. Nơi đây, chỗ nào cũng đẹp, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh rồi ý mọi người. Ngoài ra, các bạn còn có thể ghé thăm Apple Store ở đây tại tầng 2. Tín đồ của nhà táo chắc chắn sẽ rất vui khi nghe tin cửa hàng chính thức đầu tiên của Apple đã cập bến Thái Lan tại Icon Si Ảm. Đây là cửa hàng Apple thứ hai ở Đông Nam Á, sau Singapore, nơi trưng bày và kinh doanh tất cả các sản phẩm của Apple. Sau khi mua sắm tham quan thỏa thích, bạn cần phải nạp thêm năng lượng. Đây là địa điểm ăn uống tuyệt vời của trung tâm mua sắm Icon Si Ảm. Icon Si Ảm là một nơi có nhiều sự lựa chọn ăn uống khác nhau. Đừng ngạc nhiên nếu bạn tốn cả một ngày để khám phá. Icon Si Ảm là khu phức hợp bạn có thể lang thang mua sắm và ăn uống. Điểm đến cuối tuần của gia đình, khu tầng trệt với các hàng quán được thiết kế mô phỏng, chợ nổi khá thú vị, các món ăn vặt đặc trưng kiểu Thái phong phú, cũng như nhiều món ăn của Hàn Quốc, Trung Quốc. Giá cả phải chăng, phù hợp cho nhiều lựa chọn của các thành viên trong gia đình có sở thích ăn uống khác nhau. Các tín đồ nhà Chem Trần mê chụp ảnh lắm nha cả nhà. Cho tôi tìm lại một đời ấm, cho tôi tìm lại, cho tôi khu Chem Trần đang đến. Đây là khu mô hình chợ nổi của Thái, có khu food court với rất nhiều các món ăn đa dạng. Nơi đây không chỉ là nơi giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê mua sắm mà còn là thiên đường ẩm thực có 102 dành cho khách du lịch. Tại đây bạn sẽ tìm thấy một loạt các nhà hàng và quầy ăn đa dạng, từ ẩm thực truyền thống đến các món ăn quốc tế.
chợ nổi trong nhà tại Icon Siam nhằm mục đích quảng bá ẩm thực Thái Lan từ 77 tỉnh thông qua nghệ thuật và văn hóa của đất nước Thái Lan năng động. Những fan cuồng ẩm thực, Chem Trần hứa hẹn đều thích mê khi đến ăn uống thưởng thức tại Icon Siam. Còn vài phút nữa thôi, Chem Trần rời khỏi không gian bên trong để tiếp cận không gian bên ngoài, công viên ven sông của Icon Siam để được nhìn dòng sông Chafaya Bangkok len lỏi giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, chẳng những là điểm đến cho những ai thích thông gió, đi bộ ven sông hay ngắm cảnh, mà nơi đây còn là một trong những tuyến đường sông du lịch náo nhiệt nhất Bangkok, đặc biệt cho các dịch vụ ăn tối du thuyền Bangkok. Mỗi khi đem về ăn tối trên du thuyền Bangkok và thưởng thức món ngon cùng với nhìn ngắm khung cảnh thành phố lên đèn là một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua cho du khách khi đến Thái Lan. Với sự hào nhoáng và lôi cuốn của trung tâm mua sắm Bangkok, Chem Trần mời các tín đồ mê hàng hiệu hội tụ đến trung tâm thương mại Icon Siam khi có dịp du lịch Bangkok, Thái Lan. Gia đình của Chem Trần đang di chuyển xuống phà, rời dòng sông Chafaya để trở về khách sạn, nghỉ ngơi sau một ngày du lịch tận hưởng tại Bangkok, Thái Lan. Trên đường về khách sạn, theo Chem Trần nhận thấy biết, vấn đề giao thông ở Bangkok, Thái Lan là một đất nước phát triển nhờ vào nông nghiệp, nhưng vẫn mang trong mình sự hiện đại, văn minh, đặc biệt là hệ thống đường xá khá hoàn hảo. Trên khắp các con đường, đại lộ, lúc nào cũng xuất hiện đầy các chiếc ô tô đủ kích thước, chủng loại và màu sắc, đặc biệt là đường phố Bangkok với các loại xe bán tải dùng để chở hàng hóa, chở người. Nhắc đến Thái Lan là nhắc đến một đất nước Phật giáo khi có đến 90% dân số nước này theo đạo Phật. Chính vì vậy mà người dân Thái Lan từ già đến trẻ, đức tính hiền hòa, nhẫn nhịn, điềm tĩnh đã ngấm sâu vào máu thịt. Một trong những biểu hiện của đức tính hướng Phật là qua việc thực hiện văn hóa giao thông. Những hình ảnh đẹp của văn hóa giao thông khiến cho mọi du khách quốc tế khi đến Thái Lan đều hết lời khen ngợi. Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng xe ô tô cho việc đi lại. Vào những giờ cao điểm, các tuyến đường tại thủ đô Bangkok cũng chật kín xe cộ, tắc đường xảy ra như bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Tắc nghẽn giao thông được ưu ái gọi là đặc sản của Thái Lan, có khi tắc đường cả nửa ngày. Nhưng điều đáng nói ở đây là dù tắc đường nhưng giao thông không hề ồn ào, lộn xộn. Tất cả các phương tiện đều đi đúng phần đường của mình, không chen lấn, không lách qua lại cả làn đường, xe cộ nối đuôi nhau chậm chậm di chuyển trong trật tự. Vỉa hè của Thái Lan khá rộng rãi, nhưng chúng tuyệt đối chỉ dành cho người đi bộ. Dù có tắc đường đến đâu, lâu đến mức nào thì các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, cũng không bao giờ leo lên vỉa hè để đi cho nhanh. Sự kiên nhẫn đã như thấm vào máu, khác hẳn tình trạng giao thông lộn xộn ở Việt Nam. Bất kỳ một du khách nào cũng đều ấn tượng với Thái Lan không tiếng còi xe. Người lái xe ở Thái Lan sử dụng tiếng còi xe để biểu thị sự đã hết mức kiên nhẫn đối với cách lái xe của người bên cạnh hay ở phía trước. Trước mặt các bạn đây là khách sạn chỗ gia đình Chem Trần nghỉ ngơi. Còn đây là phần thưởng của Peter và Chem Trần, đặc sản Thái Lan xoài xoài. Đặc sản xoài xoài này là do công của những tín đồ mê hàng hiệu của trung tâm mua sắm Icon Siam quên ăn. Chem Trần chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Các bạn yêu thích Chem Trần, nhớ bấm nút đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh.